Lầm tưởng 3: vui vẻ hoạt bát là EQ cao. Vui vẻ hoạt bát là tính cách, còn EQ là cách nhận biết và quản lý cảm xúc. Để phát triển EQ không thể tách rời dinh dưỡng và dạy dỗ. Dù tính cách nào vẫn có thể có EQ cao.